Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Sparta Praha gặp Viking diễn ra lúc 0 giờ ngày 22 tháng 7 tại vòng sơ loại của Europa Conference League. Mùa trước, Sparta Praha cán đích vị trí thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, cụ thể có 73 điểm sau 35 vòng đấu, kém kình địch là Slavia Praha 5 điểm và kém đội vô địch là Victoria Plzeň tới 12 điểm. Phong độ của họ ở giai đoạn cuối mùa cũng nghèo nàn khi 4 lượt trận cuối chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 2, trong đó thua đậm 0-3 trước Victoria Plzeň. Về phía Viking, họ là một đội bóng ít tên tuổi tại giải Na Uy và chịu lắp vế sau hai ông lớn là Bodo Glimt và Molde. Thành tích hiện tại của Viking là khá tốt khi xếp thứ 3 tại sân chơi quốc nội, cụ thể có 28 điểm sau 16 trận. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1 hòa cả trận 2,5. Mùa trước là Sparta Praha là đội có hiệu suất ghi bàn tốt thứ 2 tại giải Cộng hòa Séc, cụ thể họ ghi tới 72 bàn sau 35 trận. Cả 3 trận sân nhà gần đây thì đại diện Cộng hòa Séc đều ghi không dưới 2 bàn, trong khi đó thì Viking cũng đang có thành tích ghi bàn tốt với 28 bàn sau 16 trận tại giải Na Uy. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa tài trận này là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Sparta Praha chấp Viking 0,75 trái. So với giai đoạn đầu mùa thì hiện tại Viking đã thi đấu dần kém hiệu quả hơn. Cụ thể, ngoài thắng lợi trước Lillestrøm, đội bóng này chỉ thắng thêm một đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Kristiansand. Ngoài ra, họ thua kèo tới 7 trên 8 trận gần nhất ở mọi loạt trận. Trong khi đó thì Sparta Praha là một thế lực top đầu ở giải Cộng hòa Séc. Họ cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc nội hơn so với đại diện của Na Uy. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa trên là một lựa chọn sáng suốt. Dự đoán chủ nhà thắng 2-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.